Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Khai mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao quyết định thăng quân hàm từ Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng đối với đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đồng chí Phạm Hoài Nam là cán bộ quân đội có lập trường, quan điểm tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, chính quy, kiến thức và năng lực tốt, được rèn luyện trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý các đơn vị. Trên các cương vị công tác, đồng chí đều hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Khẳng định việc quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phạm Hoài Nam thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đối với đồng chí. Chủ tịch nước nhấn mạnh, vinh dự rất lớn lao, nhưng trách nhiệm của Thượng tướng Phạm Hoài Nam nói riêng, của tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nói chung rất nặng nề. Đòi hỏi các đồng chí cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch nước yêu cầu đồng chí không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là về tư duy chiến lược, về quân sự, quốc phòng, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thực hiện tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội. Chủ tịch nước đề nghị Thượng tướng Phạm Hoài Nam tiếp tục chỉ đạo phát triển công nghiệp quốc phòng từng bước theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Bezetko Gennady Stepanovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Chủ tịch nước biểu dương đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đạt được trong 30 năm qua. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các cán bộ khoa học của Trung tâm đã nghiên cứu xây dựng thành công quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công nhận. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nga đã ủng hộ cơ sở vật chất, từng bước nâng cao tiềm lực của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Chủ tịch nước yêu cầu Trung tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đối ngoại và phát triển khoa học công nghệ của Đảng, Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, mở rộng hợp tác song phương và đa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội của hai nước Việt Nam, Liên bang Nga. Phấn đấu xây dựng trung tâm trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ đạt trình độ khu vực và thế giới. Chủ tịch nước đề nghị trung tâm kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, thích ứng và chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, các lĩnh vực trung tâm có thế mạnh, xây dựng chiến lược phát triển trung tâm trong những năm tới, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu và hình thành đội ngũ cán bộ kế cận, bảo đảm đủ nguồn lực cho phát triển các hướng nghiên cứu của Trung tâm, tiếp tục hợp tác hiệu quả với Viện Nghiên cứu Khoa học, các cơ quan hữu quan của Liên bang Nga về đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Trong khuôn khổ của hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí thông qua tuyên bố chung quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Lãnh đạo ASEAN đánh giá cao việc Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên dự hội nghị cấp cao giữa ASEAN và Trung Quốc, thể hiện sự quan tâm và coi trọng tăng cường quan hệ hai bên. Các nước nhất trí cần cùng nhau xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Các bên cam kết triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC, thúc đẩy xây dựng COC hiệu quả thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tôi xin nhấn mạnh thêm hai yếu tố cốt lõi trong hợp tác ASEAN và Trung Quốc. Một là cùng nhau giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong môi trường còn nhiều bất định. Và hai là phát huy thành quả, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó hiệu quả với các thách thức mới mang tính toàn cầu, góp phần phát triển toàn diện, bao trùm, thịnh vượng, an toàn, bền vững cho mỗi bên. Các nhân tố đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, nhất là Biển Đông, cần được hóa giải bằng biện pháp hòa bình và tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và hành xử có trách nhiệm của các quốc gia. Cùng nhau nỗ lực hơn nữa thực hiện đầy đủ tuyên bố DOC, tiếp tục thúc đẩy xây dựng và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn quan hệ giữa các nước lớn đi vào ổn định, cạnh tranh lành mạnh, đóng góp xây dựng cho khu vực trên cơ sở tôn trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. ASEAN và Trung Quốc cần đẩy mạnh hợp tác đa phương khu vực và quốc tế trong ứng phó với các thách thức xuyên quốc gia mang tính toàn cầu như dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí thông qua tuyên bố chung quan hệ ASEAN-Trung Quốc, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững. Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 5. Trong phiên làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung hai dự án luật là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện và dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội trong năm 2022. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sự cần thiết bổ sung hai dự án luật này, đồng thời nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng khi xây dựng chương trình luật, pháp lệnh thì đưa vào xếp chỗ cho có, chưa coi trọng đến những vấn đề các chính sách bổ sung. Về báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan giám sát phải tỏ rõ chính kiến về tình trạng chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tránh nêu và rút kinh nghiệm chung chung. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ 2, đồng thời cho ý kiến sơ bộ về kỳ họp thứ 3 cũng như kỳ họp bất thường sắp tới. Kỳ họp bất thường sẽ chỉ xem xét nhiều nhất 5 nội dung đã thống nhất với Chính phủ về những vấn đề cấp bách, đột xuất, cấp thiết cho quốc kế dân sinh và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc. Qua thẩm tra, Ủy ban Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ký hiệp định nhằm tránh tình trạng người lao động Việt Nam khi làm việc tại Hàn Quốc sẽ vừa phải đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, vừa phải đóng bảo hiểm xã hội tại Hàn Quốc, và người lao động Hàn Quốc tại Việt Nam cũng phát sinh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội song trùng tương tự. Ngoài quy định nhằm tránh đóng bảo hiểm xã hội hai lần, hiệp định hướng đến việc tối ưu hóa quyền lợi bảo hiểm xã hội cho công dân hai nước thông qua việc tính tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả hai nước để xét hưởng quyền lợi hưu trí. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu tại Việt Nam vẫn phải theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cùng với đó, cần đánh giá tác động tới quỹ bảo hiểm xã hội của nước ta. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý về mặt nguyên tắc việc Chính phủ ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời đề nghị Chính phủ có văn bản xin ý kiến Bộ Chính trị. Chiều nay tiếp tục chương trình làm việc,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung tổng kết kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, việc chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội và bước đầu việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp. Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Quốc hội tiến hành họp hai đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Sau 16 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ hai đã thành công tốt đẹp. Quốc hội đã ban hành hai luật, 12 nghị quyết, cho ý kiến về 5 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cao việc đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến, việc chia tổ đại biểu Quốc hội, việc biểu quyết điện tử cài đặt trên thiết bị iPad, tổng hợp nhanh ý kiến thảo luận ở tổ, giải trình bước đầu các ý kiến thảo luận ở tổ trước khi thảo luận ở hội trường, số lượt phát biểu, tranh luận của đại biểu tại mỗi phiên họp nhiều hơn, chất lượng hơn. Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng các ý kiến phát biểu trong kỳ họp thể hiện sự quyết tâm có chiều sâu, trách nhiệm, tiêu biểu cho trí tuệ của cử tri, thiết thực trước các vấn đề quan trọng của đất nước. Một điểm nhấn tạo nên sự thành công của kỳ họp là vai trò điều hành của đoàn chủ tịch rất linh hoạt, khoa học, uyển chuyển, tạo được không khí sôi nổi, cởi mở, nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm túc của phiên họp. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Đây là một kỳ họp tiếp tục cái tinh thần đổi mới rất là mạnh mẽ của Quốc hội. Chúng ta tập trung và giải quyết rất nhiều các cái việc rất là trọng yếu, quan trọng quốc gia. Để chúng ta hoàn thiện cái khung khổ cho cả 5 năm, đó là kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn 5 năm của nhiệm kỳ này. Đó là cái quy hoạch đất, quy hoạch quốc gia về sử dụng đất. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp của cơ quan chủ trì soạn thảo, của các cơ quan thẩm tra có báo cáo giải trình, tiếp thu bước đầu, ngay sau phiên họp tổ, đã giúp đại biểu có thêm thông tin để chuẩn bị ý kiến kỹ lưỡng hơn, góp phần hoàn thiện các dự án, dự thảo. Mà chất lượng cao đây là thể hiện là cái chất lượng của các nghị quyết, chất lượng của các cái quyết định của Quốc hội. Tỷ lệ biểu quyết là rất là cao như anh Định nói, đồng chí nói. Nghị quyết về chất vấn trả lời chất vấn 100% đại biểu có mặt là biểu quyết thông qua. Vì thứ hai nữa, nghị quyết là rất là rõ, đồng chí. Cử tri và đại biểu Quốc hội đánh giá là các nghị quyết của chúng ta là rất là rõ. Rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ địa chỉ, nhiệm vụ gì, ai làm. Đấy, rồi rõ thời gian và rõ thời hạn, bao giờ phải xong. Và đây là cái căn cứ rất tốt để chúng ta có cái chính phủ để tổ chức thực hiện, các cơ quan tổ chức thực hiện và Quốc hội và các cơ quan Quốc hội là giám sát. Nhấn mạnh kết quả của kỳ họp thứ hai là thành quả của công tác chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch Quốc hội khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị tổ chức và tiến hành kỳ họp. Những kết quả đạt được bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, thể hiện rõ sự tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội, người đại diện của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri và nhân dân giám sát chặt chẽ. Thưa quý vị, về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải có quyết tâm lớn, nỗ lực tối đa để kỳ họp diễn ra sớm nhất và bảo đảm chất lượng. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2021, đầu tháng 1 năm 2022, trong khoảng 4,5 ngày. Kỳ họp sẽ tập trung vào 5 nội dung quan trọng, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn năm 2021-2025, đề án thí điểm việc tách giải phóng mặt bằng tái định cư ra khỏi dự án đầu tư, dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, đề án xây dựng cơ chế chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung kỳ họp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem xét quyết định việc tổ chức và triệu tập kỳ họp. Thưa quý vị, chiều nay, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
trao quyết định nghỉ hưu đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 ở Quốc hội và trao huân chương đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa 14, không tái cử khóa 15. Tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Tổng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã trao quyết định nghỉ hưu của Bộ Chính trị cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng 6 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 của Quốc hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng huân chương độc lập và huân chương lao động các hạng cho 32 đồng chí, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển vinh dự được nhận huân chương độc lập hạng nhất. Thưa quý vị, ngày hôm nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đánh giá cao những nỗ lực kết quả của tỉnh Phú Yên trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xem phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc lãnh đạo chỉ đạo sát sao, khẩn trương có những giải pháp thích hợp để khắc phục những tồn tại hạn chế hiện nay, báo cáo Trung ương kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, đề cao công tác phòng ngừa, giáo dục và vai trò giám sát của nhân dân. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng tỉnh Phú Yên các trang thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng dịch COVID-19, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc trực tuyến của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang với cử tri tại 11 địa phương của tỉnh này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, xác đáng của cử tri. Toàn bộ ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển cho các cơ quan có trách nhiệm trả lời và giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị tỉnh An Giang cần có giải pháp giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng chí đã biểu dương sự nỗ lực của tỉnh An Giang trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trong việc giảm số ca tử vong và đón nhận gần 80.000 người từ các tỉnh thành trở về. Trong thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, do đó An Giang cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt. Thưa quý vị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, sáng nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định cho 12 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Với sự hỗ trợ của các cơ quan, trong số 12 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, có 2 nữ sĩ quan đảm nhận cương vị sĩ quan truyền thông và sĩ quan tham mưu huấn luyện. Đến nay, Việt Nam đã cử 41 nữ quân nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chiếm gần 16%, cao hơn so với tỷ lệ nữ trung bình tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của các quốc gia khác. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sĩ quan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội để thúc đẩy hoạt động về nhân đạo và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, tiếp tục phát huy hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện thật tốt chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ sĩ quan gìn giữ hòa bình của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp nối chương trình, 17 huyện thị xã của thủ đô Hà Nội cho học sinh khối 9 quay trở lại trường. Văn hóa vùng dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững. Thưa quý vị, sau thời gian dài phải học online để phòng dịch COVID-19, sáng nay, toàn bộ học sinh khối 9 của 17 huyện thị xã ngoại thành của Hà Nội đã được quay trở lại trường học trực tiếp. Đây là các địa phương có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và trong 14 ngày liên tiếp không có các ca F0 trong cộng đồng. Bài học đầu tiên khi học sinh của trường trung học cơ sở Chi Đông, huyện Mê Linh tới trường là khai báo y tế và nghe hướng dẫn về công tác phòng dịch. Để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thời gian học tập, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các em đội viên cần thực hiện tốt các quy định sau đây.
sự phối hợp chặt chẽ của cha mẹ học sinh. Thầy cô giáo đã hướng dẫn em là khi mà đi học thì cần phải đeo khẩu trang, trước khi đến trường thì kẹp nhiệt độ đo y tế. Sau đó thì khi đi đến trường thì trước khi đi vào cổng trường thì phải đo nhiệt độ, đo thân thể. Sau đó khi đi vào trường thì phải đi đúng vạch và đến trường và ngồi vào chỗ luôn. Được đến trường thì chúng em sẽ được học tập tốt hơn, kết quả tốt hơn và được hướng dẫn sát sao hơn. Trước khi chuẩn bị đón học sinh lớp 9 trở lại thì nhà trường đã có các động tác như là vệ sinh khử khuẩn, đặc biệt là đeo khẩu trang là quan trọng nhất hàng đầu, thường xuyên, bởi vì học sinh hiếu động cho nên cái việc đeo khẩu trang là thường là các con hay bỏ, hay lúc chơi đùa nhiều là các con hay bỏ ra. Chúng tôi tuyên truyền bằng cách là đề nghị là các con thường xuyên đeo khẩu trang sát khuẩn. Trước đó, huyện Ba Vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn trở lại trường học trực tiếp. Sau gần 2 tuần thực hiện, đã đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ kết quả đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi 17 huyện, thị xã về ra soát, đề xuất phương án cho học sinh các trường thuộc địa bàn trở lại học tập. Theo đó, các trường phải đảm bảo 16 tiêu chí về an toàn trường học, không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường học. Học sinh tự mang theo nước uống cá nhân, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày. Phòng giáo dục đào tạo thì liên tục chỉ đạo các đơn vị nhà trường. Thứ nhất là chuẩn bị đầy đủ đảm bảo cái cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch cũng như lực lượng về mặt con người. Và đồng thời là rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn, để phòng chống tai nạn thương tích khi các em học sinh đến trường. Và song song với cái việc đó thì các đơn vị nhà trường thì phải phối hợp với chính quyền địa phương cũng như tuyên truyền trong cha mẹ học sinh, và đồng thời là chính quyền địa phương cũng tuyên truyền cho các ban ngành đoàn thể địa phương để đảm bảo cho cha mẹ học sinh hiểu được cái việc là các con đến trường là phải đảm thực hiện đúng cái 5K. Sau 7 tháng, tiếng trống trường lại được vang lên. Niềm vui được trở lại trường hiện hữu trên khuôn mặt của thầy và trò, nhưng bên cạnh đó cũng là trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch của mỗi trường, các địa phương và toàn xã hội. Thưa quý vị, sau nhiều tháng phải học trực tuyến và học qua truyền hình, từ sáng nay 22 tháng 11, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu đón học sinh đi học trực tiếp trở lại. Đây là nỗ lực lớn của tỉnh Đồng Nai khi địa phương này là một trong 3 tỉnh thành phố của cả nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19. Sáng nay, học sinh khối lớp 9, trường Trung học cơ sở Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Từ 6 giờ 30 phút, nhà trường đã bố trí giáo viên, nhân viên y tế trực ở cổng trường để hướng dẫn học sinh rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Khi vào lớp, các em được bố trí 2 học sinh ngồi một bàn, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét. Hầu hết các em học sinh rất vui mừng khi trở lại trường học tập. Ngày đầu tiên trở lại trường, con cảm thấy vui, phấn khởi khi được quay trở lại mái trường của mình, được gặp thầy cô, gặp bạn bè. Còn tại huyện Cẩm Mỹ, trường tiểu học Nguyễn Du và tiểu học Bảo Bình được chọn thí điểm đón học sinh trở lại học trực tiếp. Tôi thấy là cũng quý thầy cô, nhà trường cũng như thầy cô chủ nhiệm cũng rất là quan tâm và nhắc nhở các em thường xuyên. Và trong cái công tác đi học là cũng phải phòng chống dịch thường xuyên. Đó là cái điều mà tôi cảm thấy rất là an tâm. Về cái tâm lý của giáo viên thì rất là vững vàng. Phụ huynh cũng là tin tưởng để đưa con em đi học trở lại. Đó là mục đích, đó là cái tuyên truyền. Cái khâu quan trọng nhất là tuyên truyền. Ở đây là hiệu trưởng đã vào trong cái nhóm của Zalo của từng lớp một để tuyên truyền cho phụ huynh nắm về cái chủ trương cũng như là các cái biện pháp phòng dịch của nhà trường để cho phụ huynh yên tâm đưa con em đến học trở lại. Để việc đi học trở lại bảo đảm an toàn, ngoài sự cố gắng cao nhất của các ngành chức năng, thầy cô giáo, thì sự phối hợp của phụ huynh trong tuyên truyền nhắc nhở các em học sinh tuân thủ quy định phòng dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ đó góp phần đưa hoạt động dạy và học sớm được trở lại bình thường. Thưa quý vị, Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch bệnh COVID-19 quốc gia đã hoàn thành nâng cấp tính năng của mục khai báo di chuyển nội địa của ứng dụng PC COVID phù hợp với quy định. Sau khi app PC COVID được nâng cấp, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định đầu mối của tỉnh thành phố phối hợp với hai Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế trích xuất dữ liệu thông tin hành khách có khai báo đến địa phương mình để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Kể từ ngày 1 tháng 12 tới, Bộ Giao thông Vận tải dừng gửi thông tin hành khách có khai báo đến địa phương và đề nghị các tỉnh thành phố chủ động khai thác các thông tin này qua ứng dụng PC COVID.
Sở Y tế thành phố Hà Nội yêu cầu trạm y tế lưu động chỉ tiếp nhận F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ để điều trị. Về tiêu chuẩn loại trừ, các trạm y tế lưu động không tiếp nhận các ca F0 là phụ nữ mang thai, người mắc bệnh lý nền. Trạm chỉ tiếp nhận F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ, bao gồm các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi. Đồng thời, chỉ tiếp nhận bệnh nhân không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở dưới 20 lần một phút. Thưa quý vị, bây giờ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta, trong đó thì thủ đô Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 286 ca dương tính mới, trong đó có 98 ca ngoài cộng đồng, 163 ca tại khu cách ly, 25 ca tại khu phong tỏa. Các ca bệnh phân bố tại 28 trên 30 quận huyện. 286 ca bệnh được phân bố theo các chùm ca bệnh ổ dịch cụ thể như sau. Chùm ho sốt thứ phát 153 ca, chùm sàng lọc ho sốt 27 ca, ổ dịch thôn mới Tốt Động 17 ca, ổ dịch Phú Đô Nam Tử Liêm 16 ca, ổ dịch kho hàng Shopee khu công nghiệp Đài Tư 13 ca, ổ dịch La Thành Giảng Võ 13 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 12 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch 10 ca, ổ dịch Yên Nội Đồng Quang 8 ca, ổ dịch đường Trần Duy Hưng 7 ca, ổ dịch tổ 6 Mộ Lao 3 ca, ổ dịch Bạch Chữ Tiến Thắng 2 ca, ổ dịch chợ Ninh Hiệp Gia Lâm 2 ca, ổ dịch Xuân Dương Thanh Oai 1 ca, ổ dịch Phú Vinh Hoài Đức 1 ca, ổ dịch Phú La Hà Đông 1 ca. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 8.012 trường hợp dương tính. Thưa quý vị, kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, Đảng và Nhà nước luôn coi công tác dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, với nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Và để bảo đảm vùng dân tộc thiểu số phát triển một cách toàn diện, bền vững, thì yếu tố quan trọng là phải xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Điều này không chỉ khẳng định sự đa dạng của văn hóa các dân tộc vùng miền, mà từ đó còn từng bước nâng cao trình độ dân trí, trí thức, mở rộng sự giao lưu, hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta. Việt Nam là đất nước đa văn hóa với 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Tính đa dạng văn hóa không chỉ góp phần làm giàu kho tàng văn hóa Việt Nam, mà còn là nòng cốt để phát triển bền vững, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Dựa vào nét riêng của từng tộc người, từng vùng miền mà từ đó có chính sách bảo tồn cũng như phát triển kinh tế phù hợp. Trong các cái hoạt động, các cái chính sách mà tác động vào việc để đồng bào tiếp tục bảo tồn, phát huy cái giá trị văn hóa của mình ở trong tất cả các lĩnh vực, thì có thể đánh giá là trong việc bảo tồn phát triển các lễ hội, định hướng càng ngày càng sát với cái đời sống của đồng bào trong cái không gian của chính họ. Và chính vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì trong việc phát triển kinh tế du lịch cũng đã phát huy được cái giá trị bản sắc văn hóa của chính dân tộc mình để từng bước đưa phát triển kinh tế du lịch thành mũi nhọn. Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 đã từng xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Nói như vậy, nghĩa là văn hóa không thể đứng ngoài mà phải hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, thậm chí là lồng ghép giữa các lĩnh vực để cùng phát triển một cách bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển văn hóa vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Sự quan tâm của các cấp, các ngành trong công tác bảo tồn văn hóa, truyền thống, các dân tộc thiểu số có lúc có nơi chưa sâu sát và chưa đồng bộ và chưa nhận thức được đúng đắn và đầy đủ cái tầm quan trọng trong công tác văn hóa dân tộc. Thì trên thực tế thì một số cái chương trình, đề án, dự án trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được xây dựng và được phê duyệt nhưng không có kinh phí, nguồn lực riêng nên việc triển khai rất là gặp nhiều khó khăn. Như vậy, để văn hóa vùng dân tộc thiểu số phát triển bền vững thì đầu tiên cần đổi mới nhận thức và quan điểm chỉ đạo, đồng thời huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức,
ý thức trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.